chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến lớp học văn VIP 9, bộ sách cánh diều của học văn chị Hiên Và ngày hôm nay sẽ là một buổi học thử của chị em mình à, Chị và các bạn sẽ cùng nhau đi học một bài trong mạch viết của bài 1 em nhé Rồi, vậy thì trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, chị và các bạn sẽ cùng nhau đi vào phần khởi động nhé Hãy cùng chị đi tham gia một trò chơi vô cùng ý nghĩa Trò chơi đó mang tên đuổi hình bắt chữ nào vậy thì bây giờ những trang sau các bạn sẽ cùng chị đi khám phá xem à vậy thì những từ ngữ ngày hôm nay các bạn sẽ quan tâm là những từ ngữ nào nhé rồi đầu tiên ở đây chị có một hình các bạn có thể nhìn thấy nhé không biết là các bạn sẽ đoán ra đây sẽ là từ ngữ nào nhỉ nào, à, vì đây là buổi học thử thế cho nên sẽ không có các bạn học sinh trả lời. Vậy thì chị sẽ gợi ý cho các bạn và chị sẽ gợi ý luôn đáp án cho các em nhé. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy số 7 này. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh đường song song. Rồi bên này là một chiếc bút những cái màu mực biểu thị cho màu xanh đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là những chiếc bát. Vậy thì, à, chúng ta nhìn thấy đường song song là gì ạ? À? Song, bảy là gì? Bảy là thất. Rồi, màu xanh sẽ là màu lục và đây những bát Vậy thì ngày hôm nay bài học của chúng ta sẽ liên quan đến một thể thơ Mà ở trong bài 1 các bạn được học Đó chính là thơ và thơ song thất lục bát Được chưa nào? À vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là song thất lục bát Tiếp đến, tiếp theo nhá Chị sẽ gợi ý cho các em này các bạn sẽ có thể nhìn thấy ở đây là hình ảnh một bé gái đang ôm người bà của mình đúng không nào à người bà này có thêm một gợi ý nữa đó chính là liên quan đến bố đúng không ạ liên quan đến bố vậy thì chúng ta thấy đây là ai ạ nào đây là ai ạ rồi chúng ta thấy hình ảnh của một người nghệ sĩ mà rất là quen thuộc với các bạn rồi đó chính là nghệ sĩ vân dung đúng không ạ thì chúng ta sẽ có thể đưa ra được suy đoán đó chính là nội dung được chưa? rồi tiếp theo nhá từ khóa thứ ba mà các bạn sẽ cùng chị đồng hành trong buổi học ngày hôm nay đó chính là các bạn nhìn thấy ở đây là gì ạ? là hình ảnh của nghệ đúng không? tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy là những chiếc bút những chiếc màu và ngày xưa thì các bạn sẽ học một cái môn gì nhỉ? đó chính là môn mỹ thuật đúng không ạ? thì các bạn sẽ có thể thấy là ghép hai từ này vào thì các bạn sẽ được ra một từ nữa đó chính là nghệ thuật À, vậy thì qua ba từ khóa mà chị gợi ý cho các em thì các em cũng sẽ mường tượng được là nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ đi khám phá về gì ạ? À, khám phá về thể thơ Sông Thất Lục Bát. Chúng ta sẽ đi quan tâm đến nội dung và nghệ thuật của à của cái thể thơ này của những tác phẩm được viết bằng thể thơ này. Ok không nào? Rồi, tiếp nhá. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Ngoài cái việc mà chúng ta đi khám phá về nội dung và nghệ thuật ra thì các bạn sẽ phải để ý đến cho chị một từ nữa à, Chúng ta nhìn thấy một người đang nổi ở trên mặt nước, đúng không? Tiếp đến là on, on là gì? On là bật Đó, thì chúng ta sẽ thấy được đây là từ khóa nổi bật Nội dung và nghệ thuật nổi bật của cái gì ạ? À, của thể thơ song thất lục bát hoặc những tác phẩm thơ mà ngày hôm nay chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong bài học này và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bạch viết, phân tích một tác phẩm thơ trong bài 1, thơ và thơ xong thất lục bát nhé. Và xin chào các bạn, chị là chị Lan Anh. Rồi, vậy thì trước tiên khi mà đi vào bài học thì các bạn sẽ có cho chị phần định hướng. Các bạn sẽ quan sát vào trong sách giáo khoa giúp chị trang số bao nhiêu ạ? Trang số 24 đúng không ạ? Trang số 23 và trang số 24 nhé. Hay là chúng ta sẽ có thể thấy là trước khi đi vào bài học cái phần định hướng là một phần vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ đi nói về khái niệm, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về yêu cầu và chúng ta sẽ có một số lưu ý khi mà à, các bạn sẽ thiết lập một bài viết, đúng không ạ? Thiết lập một bài văn. Thế thì ở đây các bạn sẽ có thể nhìn thấy khái niệm. Thì đây là một cái phần mà các bạn đã được học rất nhiều ở lớp 6, lớp 7, lớp 8 rồi và lên lớp 9 các bạn sẽ ôn lại và các bạn sẽ viết một bài văn ở mức độ cao hơn. Đúng không ạ? Người ta sẽ yêu cầu các bạn ở những cái phần nội dung và nghệ thuật nhiều hơn để các bạn show ra trong bài viết của mình. Thế thì khái niệm ở đây các bạn sẽ có thể thấy là khi mà đi phân tích một tác phẩm thơ là việc các bạn sẽ chỉ ra và làm rõ cho chị những điểm nổi bật Đúng không ạ? Những điểm thành công có thể có cả những hạn chế của tác giả khi mà người ta viết ở trong ở trong tác phẩm của mình. Và những cái điểm nổi bật ấy liên quan đến gì? Liên quan đến nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Đúng không ạ? Chúng ta hiểu đơn giản là các bạn sẽ đi phân tích về về nội dung, nội dung của cái tác phẩm ấy có gì? Nội dung nói về cái gì? Đúng không ạ? Chúng ta đi tập trung vào những nghệ thuật liên quan đến hình ảnh liên quan đến biện pháp tu từ, liên quan đến các cái phương thức để nhà thơ thể hiện được tư tưởng và nội dung và cái tầm nhìn của mình ở trong ở trong tác phẩm văn học. Được chưa nào? Tiếp nào? Các bạn sẽ có thể thấy là trong cái quá trình mà các bạn viết văn, đúng không ạ? Các bạn sẽ có cho chị một số lưu ý như thế này nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ phải đọc kỹ cho chị, chú ý cho chị cái đặc điểm thể loại tác giả và hoàn cảnh sáng tác đúng không ạ cái điều này để giúp cho các bạn hình dung ra được là trong bài viết của mình các bạn sẽ đi triển khai theo cái dạng như thế nào theo các bước ra sao tập trung vào thể loại đấy là thể loại thơ gì có thể là thơ lục bát có thể là thơ song thất lục bát có thể là thơ tự do có thể là các cái thể thơ như là bốn chữ năm chữ sáu chữ bảy chữ thì các bạn sẽ phải quan tâm đến cho chị cái đặc điểm thể loại đúng không ạ rồi quan tâm đến tác giả và hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm đó đúng không chúng ta phải biết được là à hoàn cảnh sáng tác tại sao nguyên cớ nào đúng không do đâu thì tác giả đã viết lên cái bài viết đó viết lên cái tác phẩm đó để chúng ta à khi mà chúng ta đi phân tích chúng ta hiểu sâu hơn về tư tưởng của tác giả thể hiện ở trong tác phẩm của mình nhá cái thứ hai các bạn sẽ cần lưu ý đó chính là gì ạ các bạn cần phân tích nội dung và các yếu tố hình thức nghệ thuật nổi bật trong bài Thế thì các bạn sẽ có thể tham khảo vào trang số 24 cho chị À, cái việc mà các bạn phân tích yếu tố nội dung và hình thức nghệ thuật đó Thì là cái lúc mà các bạn sẽ phải làm gì ạ? Phải chỉ ra được cho chị cái mối quan hệ giữa hình thức và nội dung Và từ đó để làm rõ được cái gì ạ? Làm rõ được cái giá trị của các yếu tố hình thức trong việc là thể hiện nội dung và chủ đề của tác phẩm Các em nhớ nhá Rồi tiếp đến này Các bạn sẽ quan tâm đến nói chị là Chúng ta phải thực hiện theo bao nhiêu bước trong bài Trước đây thì các bạn được học rồi Quy trình viết của chúng mình là Là theo bốn bước Đúng không? Quy trình viết là bốn bước Chúng ta à phải nhớ kỹ là chuẩn bị này Tìm ý và lập dàn ý này rồi chúng ta viết này và sau khi viết xong đừng quên cái bước đó là gì ạ kiểm tra và à, và chỉnh sửa lại bài viết của mình thế nào thì sau này phần sau chị sẽ nói kỹ hơn về cái phần đó và cuối cùng hãy ngồi lại một chút giúp chị để suy nghĩ nhận xét về cái ý nghĩa về cái giá trị và sự tác động của tác phẩm đối với ai đối với ai ạ à? À, đối với người đọc cũng như là đối với riêng cá nhân bản thân em người cảm nhận đồng ý không nhá đấy chính là những lưu ý khi mà các bạn viết một bài viết phân tích liên quan đến tác phẩm thơ và tương tự các tác phẩm khác cũng như vậy, kể cả chuyện hay là bất cứ một tác phẩm nào cũng như thế. Các bạn cần phải lưu ý những cái ý như vậy. Được chưa nào? Rồi. Vậy thì đấy chính là cái tri thức nền cơ bản. Thế thì để viết được một văn bản, để viết được một bài viết liên quan đến phân tích một tác phẩm thơ thì các bạn sẽ phải làm cái gì? Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 2, đó chính là phần thực hành. Và đề bài ở đây chị cũng theo bám sát sách giáo khoa Đó chính là chúng ta sẽ làm việc là phân tích bài thơ khóc dương khuê của, của Nguyễn Khuyến Được chưa nào? Phân tích bài thơ khóc dương khuê của Nguyễn Khuyến nhá Đó. À, vậy thì trước khi đi vào bài viết này khi đi vào Trước khi đi vào mạch viết này thì các bạn đã được học bài thơ Khóc Dương Khuê, đã được tìm hiểu về nội dung và nghệ thuật của bài thơ này ở phần đọc rồi đúng không ạ ở trong mạch đọc rồi và các bạn cũng đã mường tượng được ra là vậy thì bài thơ này nói về cái gì đúng không ạ bài thơ này có nội dung là gì cái hoàn cảnh ra đời như thế nào cái đặc điểm thơ song thất lục bắt được thể hiện trong trong bài thơ khắp dương quê làm đó các bạn đều được học ở phần phía trước rồi và khi mà đến mạch viết thì các bạn sẽ sử dụng những gì ạ à? sử dụng những cái kiến thức mà các bạn đã được học ở mạch đọc để các bạn áp dụng vào phân tích bài thơ này thế thì chị sẽ có thể nói qua cho các bạn chị sẽ nói qua cho các bạn à, cái phần thực hành này chúng ta sẽ cùng nhau trải qua bốn bước đúng không ạ chị nói rồi đấy chúng ta đều phải trải qua bốn bước và bất cứ bài viết nào cũng như thế bước một là các bạn sẽ đi chuẩn bị bước thứ hai các bạn sẽ đi tìm ý và lập dàn ý bước thứ ba là các bạn sẽ thực hành viết và bước thứ tư các bạn sẽ kiểm tra và chỉnh sửa thế thì đầu tiên chị em mình sẽ cùng nhau đi vào bước đầu tiên nhá bước chuẩn bị Thế thì các bạn sẽ thấy được là đầu tiên các bạn sẽ phải đọc rồi chắc chắn rồi, cái việc đọc là việc vô cùng quan trọng. Đọc để làm gì? À chúng ta thấy đọc để xác định được đề bài. Xác định được yêu cầu các bạn thực hiện. Người ta yêu cầu phân tích cả một tác phẩm hay người ta yêu cầu các bạn chỉ phân tích một vài những cái câu ở trong tác phẩm đó thôi. Đó thì các bạn phải xác định được yêu cầu của đề. Và ngoài ra trong đề bài sẽ có thêm một phần đó là yêu cầu phụ chẳng hạn thì các bạn sẽ phải xử lý yêu cầu phụ như thế nào? Chị ví dụ phân tích bài thơ khóc dương khuê Từ đó nhận xét về gì ạ Cái tình bạn của nhà thơ Nguyễn Khuyến Đúng không ạ Dành cho người bạn của mình Hay là cái tình bạn ấy có tác động như thế nào Đối với bản thân em Thì đấy là yêu cầu phụ Thì cái việc đọc là cái việc vô cùng quan trọng nhá Để các bạn xác định được yêu cầu của đề Tiếp này các bạn sẽ cần phải làm gì ạ nhớ lại cho chị khơi gợi lại cho chị một chút những cái kiến thức liên quan về thể loại đặc biệt ở đây chị đang nói đến bài thơ khóc dương khuê thì chúng ta sẽ nói về thể thơ gì ạ song thất lục bát thể thơ ấy có những cái đặc điểm như thế nào đúng không ạ số câu số chữ trong trong một cái bài thơ ra sao luật bằng chắc ở trong bài thơ này nó là như thế nào đúng không nào đó tiếp nhá các bạn tiếp tục lại nhớ lại cho chị cái kiến thức liên quan đến tác phẩm đúng không? Các bạn đã được học ở trong nào ạ? Ở trong phần nào ạ? Trong phần đọc rồi. Đọc lại bài thơ khóc dương khuê thôi. Chú ý chị về những cái bài thơ viết về tình bạn thắm thiết thủy chung, đúng không? Đó. Và cuối cùng là các bạn sẽ xác định cho chị. Các bạn thích nốt ra nhé. Xác định gạch chân cho chị. Gạch cho chị những cái đầu dòng liên quan đến việc gì ạ? Nội dung và nghệ thuật nổi bật của bài thơ. Đó, để khi mà đi vào viết đó, các bạn sẽ biết được là các bạn sẽ hình thành cho chị một cái dàn ý theo những cái ý như thế nào đúng không ạ chú ý cho chị cái đặc điểm và tác dụng của thể thơ song thất lục bát trong cái việc là à, biểu thị cái nội dung tư tưởng của văn bản nhé rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bước tìm ý và lập dàn ý ở trong bước tìm ý và lập dàn ý này các bạn sẽ trải qua bước đầu tiên đó chính là à, nói cho chị về hoàn cảnh sang đời đề tài chủ đề của văn bản đối với tất cả những văn bản các bạn đều phải tìm hiểu những ý này. Đây là một cái bước chung nha, cho tất cả áp dụng với tất cả những cái đề sau. Khi mà các bạn đọc một bài thơ nào đó, khi mà các bạn gọi là có một cái đề bài phân tích một tác phẩm thơ nào đó, các bạn đều phải trải qua những bước như thế này. Bước đầu tiên, các bạn sẽ nói cho chị về hoàn cảnh, đề tài, chủ đề của văn bản. Bước thứ hai, các bạn sẽ nêu cho chị về à, nghệ thuật ở trong văn bản ấy có gì đặc sắc và chỉ ra thêm cho chị những yếu tố nghệ thuật làm nổi bật chủ đề bài thơ như thế nào đó cái thứ ba là qua bài thơ này thì các bạn sẽ nhận xét gì về tình cảm của tác giả đối với người bạn của mình đúng không tình cảm của dương khuê à, của à, nguyễn khuyến đối với dương khuê đó tiếp đến là các em có thể học được gì từ tình bạn của dương khuê Đúng không ạ? Đó, thì đấy là những một vài những cái câu hỏi để gợi ý cho các em thôi, để cho các em xây dựng được cái khung sườn dàn bài. Nào, vậy thì đây, các bạn sẽ có thể thấy chị sẽ xây cho các bạn một cái dàn bài sẵn. Mở bài các bạn sẽ nêu cái gì? Thân bài các bạn sẽ nêu cái gì? Và kết bài các bạn sẽ nêu cái gì? Và dĩ nhiên trong lớp học của mình, khi mà chúng ta bước vào lớp học chính thức là chị sẽ có bài viết mẫu cho các em luôn. Đúng không ạ? Chị sẽ có bài viết mẫu để phân tích và chỉ ra cho các bạn đâu là phần giới thiệu khái quát về đề tài và giá trị của bài thơ, đâu là phần nêu bối cảnh và sự kiện tạo ra nguồn cảm xúc, đâu là phần chủ đề của bài thơ. Rồi phần nào từ đâu đến đâu sẽ là phần phân tích các yếu tố liên quan đến hình thức và những cái tác dụng của chúng trong việc là biểu đạt nội dung của bài thơ. Được chưa nào? Thế thì trong buổi học, trong từng buổi học chị sẽ có sẵn những cái phiếu học tập để cho các em phân tích. Đúng không ạ? Chị sẽ phân tích sẵn cho các em. Được không? Phân tích sẵn là từ đâu đến đâu. Và câu dẫn của chúng ta sẽ là câu nào? Được chưa? Nhá. Thế thì đấy chính là phần dàn ý chung mà các bạn sẽ có thể nhìn thấy ở trong trang số 25 của, của sách giáo khoa Ngữ Văn Chỉ Cảnh Diều. Tiếp nhá. Vậy thì đây, đây sẽ là một phần chi tiết hơn cho các em này. Để các em hình dung ra được này. Rõ ràng, Chúng ta thấy được Đây là một bài thơ nói về gì ạ? À? Đề tài là đề tài tình bạn Đúng không? Mở bài thì người ta yêu cầu là giới thiệu khái quát về đề tài mà Đúng rồi, đề tài là đề tài về tình bạn Và à nó nói về những cái kỷ niệm sâu sắc với người bạn quá cố Đấy là một tình bạn tri âm tri kỷ đó, mở bài các bạn chỉ cần nêu được những ý đó. Và à đây là ý chính thôi. Còn cái kỹ năng để chúng ta xử lý, chúng ta viết được một cái mở bài thì xíu nữa chị sẽ bật mí ở phần sau nhá. Rồi tiếp theo phần thân bài thì các bạn sẽ nói về hoàn cảnh sáng tác Vào năm bao nhiêu Thể thơ là thể thơ song đất lục bát Một thể thơ của dân tộc đúng không? trong cái bài thơ ấy thì tác giả đã sử dụng kết hợp những biện pháp nghệ thuật dạng nghệ thuật gì? nói giảm nói tránh câu hỏi tu từ điệp từ điệp ngữ liệt kê đó rất là nhiều. các bạn sẽ chỉ ra cho chị đúng không? và cái điều mà các tác giả đã sử dụng cái nghệ thuật ấy nó khiến cho cái gì ạ? À? nó khiến cho cái lời khóc bạn á, nó càng trở nên thiết tha não nùng. lúc thì nức nở thảng thốt, lúc thì làm sao ạ? À? kể lề thở than lúc thì phân trần lúc thì trách móc, cảm giác như cái lời thơ ấy nó thủ thỉ như nói với người còn sống, rất là cảm động. Đúng không nào? Rồi, thế thì đấy chính là phần phần thân bài, chúng ta đi nói về nghệ thuật. Thế thì đi nói về nội dung thì các bạn sẽ có thể nhận xét là nó tác động gì đến với các bạn. À rõ ràng cái bài thơ Khóc Dương Khuê là một cái bài thơ được đã thể hiện một cái tình bạn rất là đẹp. Nó góp phần khẳng định cái giá trị và cái vai trò quan trọng của tình cảm giữa con người trong cuộc sống và cái sự sẻ chia niềm vui và nỗi buồn giữa những người bạn những người thân là cái yếu tố quan trọng để mỗi người đứng vững giữa cuộc đời đầy dậy bất chấp và bộn bề phức tạp đây chính là cái phần mà người ta hỏi là gì ạ cái bài thơ này nó có tác dụng gì trong cái việc là gì ạ? À? Nó khơi gợi gì, khơi gợi những cái tình cảm gì đến với người đọc và đến với chính bản thân của các em thì các em sẽ nêu ra như vậy. Được chưa? Đồng ý không? Nhá. Rồi và cái bước cuối cùng trong cái quá trình mà các bạn phân tích là các bạn phải so sánh với những bài thơ, so sánh với những bài thơ khác. Vậy thì sau này á, khi mà các bạn đi phân tích một tác phẩm thơ nào đó, các bạn cũng phải đặt nó trong mối liên hệ so sánh nhá thì đấy chính là phần liên hệ mở rộng của các em chị vẫn thường gọi là phần liên hệ mở rộng bởi vì sao chúng ta cần liên hệ mở rộng à, chúng ta sẽ để giúp cho người đọc hoặc là thấy cô chấm bài sẽ biết được là à cái vốn kiến thức của các bạn rất là rộng rất là sâu các bạn không chỉ học ở trong sách giáo khoa các bạn không chỉ à, học những cái kiến thức mà thầy cô truyền đạt ở trên lớp mà các bạn còn đọc thêm, các bạn còn tìm hiểu thêm, các bạn mày mò mùi mẫn để có thêm những tri thức liên quan đến mảng đề tài này, liên quan đến thời kỳ văn học này, liên quan đến gì ạ? À, liên quan đến cái thể loại văn học này. Chị ví dụ cho các em để các em có thể rõ hơn nhé. Các bạn sẽ có thể thấy là uh, trước đây á, khi mà nói về nói về khóc dương khuê thì chúng ta thấy được rồi. Nhà thơ Nguyễn khuyến có một cái vị trí vô cùng vẻ vang trong nền văn học dân tộc và trước đây khi mà à khi mà viết nên những cái câu thơ trong bài thơ góc Dương Khuê có những cái câu thơ là gì ạ? Cũng có lúc rượu ngon cùng nhấp, chén quỳnh tương âm ấp bầu xuân. Có khi bàn soạn câu văn, biết bao đông bích điển phần trước sau. Thế thì nói về cái việc cùng bạn uống rượu mà nhà thơ lại dùng cái từ là gì ạ? Từ nháp này rồi cùng cái từ là cùng nháp. Đó thì rất là tinh tế. Uống ở đây là gì ạ? Uống cho vui. Đúng chưa? Chứ không phải là kiểu uống của các bậc rượu. Và như gọi là nhà thơ cũng đã có lần đã tự hỏi mình trong bài thơ thu ẩm ấy. Chúng ta liên hệ với bài thơ thu ẩm là gì ạ? Rượu đã tiếng rằng hay, rượu tiếng rằng hay hay chả mấy. Độ năm ba chén đã say nghè. Đó, hay là các bạn có thể liên hệ với bài thơ gì ạ? Liên hệ với một cái bài thơ nữa cũng là ở bài thơ trong cái thời kỳ văn học trung đại đó chị đã liệt kê cho các bạn, chị đã liệt kê cho các bạn những cái bài thơ để các bạn có thể gì ạ à? có thể phân tích rồi đấy, thì các bạn sẽ xem cho chị thêm, đọc thêm cho chị để biết thêm những cái gì ạ, à? biết thêm những cái tri thức liên quan đến bài thơ, các em nhá, đó để các bạn liên hệ mở rộng cho hay hơn, cho sâu hơn. Ờ, ở trước đây thì nhà thơ viết là gì, ờ, ai chẳng biết chán đời là phải, sau vội vàng đã mải lên tiên Rượu ngon không có bản hiền Không mua, không phải, không tiền, không mua Thì các bạn sẽ liên hệ với bài thơ gì? Bài thơ Ngày Xuân dặn các con ấy à, Chúng ta nói đến cái chữ chẳng Xuất hiện 5 lần, đúng không ạ? Liên tiếp 5 chữ không Đúng không Có 5 chữ không Nó gửi tả một cái trống vắng Cái cô đơn của nhà thơ, của cảnh già Kẻ đi xa và người ở lại lại cùng chung một cái nỗi niềm tâm sự Chán đời là phải và nhà thơ đã kín đáo bộc lộ cái thái độ với thời cuộc trước sau không thay đổi. Đấy, như đã từng thổ lộ trước đây là gì? Sách vở ích gì cho buổi ấy? Áo xiêm nghĩ tại thẹn thân già. Đó, trong bài thơ Ngày Xuân dặn các con. Hay là cho cái đến cái trước cái lúc qua đời thì ông vẫn không quên trăng chối con cháu là gì? Để vào mấy chữ trong bia rằng quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu. Đó, trong bài thơ Di Trúc đó thì cái việc mà các bạn đọc thêm uh, các bạn gọi là trau dồi thêm cho mình những kiến thức liên quan đến liên quan đến văn học liên quan đến những cái bài thơ uh, trong các cái thời kỳ văn học điều đó là điều rất là quan trọng nhá rồi thì đấy chỉ là ví dụ thôi đấy chỉ ví dụ cho các bạn thôi tiếp này Quay trở lại bài học thì các bạn sẽ thấy là đến cái bước kết bài thì các bạn sẽ nói được có chị là khái quát về giá trị của bài thơ, giá trị liên quan đến nội dung, giá trị liên quan đến nghệ thuật và à, cái tác động của bài thơ ấy đối với bản thân của các bạn là như thế nào. Thì ở đây chị đã khái quát cho các bạn ví dụ như vậy rồi. Nhá, chị khái quát mẫu cho các bạn ví dụ là như vậy rồi. Thì các bạn sẽ có thể thấy là à cái bài thơ khóc dương khuê nó mang được một cái màu sắc được buồn đầy tiếc nuối. Đó là những cái cảm xúc, những cái nỗi niềm thương xót vô tận. Nó là những cái hồi tưởng đẹp đầy kỷ niệm của một thời, à, của ai, của thi sĩ tài năng với người bạn tri kỷ đã khuất. Bài thơ còn nổi lên cái tình cảm thiêng liêng cao cả, đáng trân trọng. Và qua đó thì đã khẳng định được cái tình cảm son sắt Gắn bó keo sơn như tấm lòng cao đẹp của, của Nguyễn Khuyến Dành cho người bạn dương quê của mình và dù cho văn học việt nam có trải qua như thế nào dù cho cái buổi thời gian có làm phủi bụi uh, gọi là phủi mờ đi tất cả đúng không thì bài thơ khóc dương Khuê của nguyễn khuyến vẫn là một cái ánh thơ về tình bạn chân thành cao đẹp mà chưa tác phẩm nào nói về tình bạn có thể thay thế được và các bạn có thể nói như vậy Đúng không ạ? Các bạn có thể khẳng định như vậy. Thì đấy là bước tìm ý và lập dàn ý. Các bạn cứ hình ừ. dung ra được là cái bước tìm ý và lập dàn ý sẽ giúp cho các bạn xác định được là trong bài viết này các em sẽ thể hiện cái gì, các bạn sẽ đi viết từ luận điểm nào, đúng không? Các bạn sẽ có những cái luận điểm, có những cái bằng chứng ra sao và nhớ này, phân tích thơ là phải trích thơ nhá. Được chưa? Rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bước viết À vậy thì dựa vào những cái phần mà chị em mình đã cùng nhau xác định ở phần tìm ý và lập dàn ý thì các bạn sẽ cùng chị đi vào viết thực hành viết bài đúng không ạ? Đó, trong khi viết thì chúng ta sẽ vận dụng so sánh trong phân tích thơ nhá. Chị như chị đã nói rồi đấy. Thế thì đầu tiên, việc đầu tiên chị sẽ muốn đem đến cho các bạn một điều rất là đặc biệt mà có lẽ là ở trên lớp các bạn sẽ không được học kỹ như vậy. Đó chính là cách để các bạn viết được một mở bài hoàn chỉnh thế thì chúng ta sẽ viết mở bài như thế nào mở bài của chúng ta sẽ có cấu trúc là gì ạ dẫn dắt và cộng vấn đề nêu vấn đề ra đúng không ạ dẫn dắt và nêu vấn đề nêu cái phạm vi phân tích của mình trong đó phần dẫn dắt sẽ là phần không bắt buộc nhưng nên có để giúp cho cái mở bài của chúng ta hay và ấn tượng hơn đấy giúp, giúp cho chúng ta cái bài viết của chúng ta thấy cái sự linh hoạt đó và tiếp tục là phần nêu vấn đề và cái phạm vi phân tích đây là phần bắt buộc Và các bạn phải nêu đúng và đủ nhá Nó là một cái phần cố định và phụ thuộc vào từng đề để các bạn triển khai Thế thì đấy là chị khái quát qua về phần cấu trúc của phần mở bài Thế thì chúng ta sẽ có được những cái phần mở bài như thế nào Các bạn sẽ nhìn vào đấy chị này Chúng ta sẽ có thể đi theo những gợi ý sau của chị nhá. Đây chính là những cái gợi ý để các bạn có thể có được cái ý tưởng để mình triển khai mở bài thôi, chứ không phải là chị ép buộc các bạn phải đi theo những cái gợi ý của chị mà các bạn sẽ thỏa sức sáng tạo trong quá trình mà các bạn viết. Các bạn thấy là các bạn sẽ mở theo cái hướng nào hay thì các bạn sẽ à sẽ triển khai phần mở bài như thế nhá. Đầu tiên, chị sẽ đi trực tiếp từ tác giả tác phẩm Thế thì đi trực tiếp từ tác giả tác phẩm là như thế nào? À vậy thì các bạn sẽ có được công thức nhìn này Tác giả A là cây bút tiêu biểu của văn học Việt, Việt Nam hiện đại Hoặc là văn học Việt Nam trung đại Rồi sau đó chúng ta sẽ nêu một hai câu về tác giả Tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của tác giả A là tác phẩm B Ra đời trong hoàn cảnh nào đó và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc chính là chính là cái vấn đề nghị luận ví dụ cái vấn đề nghị luận của chúng ta là à, tình bạn của của nguyễn khuyến dành cho dương khuê chẳng hạn cái tình bạn tri âm tri kỷ sâu sắc chẳng hạn Đấy, các bạn có thể lắp ghép vào tác giả nguyễn khuyến là một cây bút tiêu biểu trong nền văn học trung đại việt nam đúng không ạ với một nhà thơ đúng không ạ suốt đời gắn bó với làng quê việt nam là một cái nhà thơ mang cái gì ạ? Mang những cái giọng điệu hồn hậu, mang những cái gì, những cái ngòi bút tinh tế. Đúng không ạ, ngòi bút tinh tế và sâu sắc. Thì ông đã, ông đã giống như một ngôi sao sáng trên bầu trời văn học. Và tiêu biểu trong cái sự nghiệp sáng tác của mình thì Dương Khuê đã để lại cho hậu thế một bài thơ. Bài thơ ấy mang tên Khóc Dương Khuê. Tác phẩm ra đời trong trong hoàn cảnh nào ạ? Trong năm 1902 khi mà khi mà nghe tin người bạn của mình mất đúng không đó thì các bạn có thể nêu ra như vậy và để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là cái tình bạn tri âm tri kỷ gắn bó keo sơn của của nhà thơ ví dụ là như vậy tiếp này đấy chính là cái định hướng khi mà chúng ta đi từ tác giả và tác phẩm tiếp theo khi mà các bạn đi từ đề tài sáng tác thì sao ạ? Khi mà các bạn đi từ đề tài sáng tác thì chúng ta sẽ có một cái công thức như thế này để chị gợi ý cho các bạn. Đó chính là gì? Trong nền văn học Việt Nam hiện đại hoặc trong nền văn học Việt Nam trung đại nhá. Ví dụ là như vậy trong nền văn học Việt Nam hiện đại hoặc trung đại thì cái đề tài nào đó, ví dụ là đề tài về nông thôn, đề tài về cách mạng, đề tài về về tình cảm gia đình không biết từ bao giờ đã trở thành cội nguồn sáng tác cho biết bao người nghệ sĩ. Và tác giả A là một trong những cây bút tiêu biểu sáng tác về đề tài này. Tác phẩm của ông hoặc của bà đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc bằng những trang thơ đậm màu sắc và à chúng ta nêu ra cái đặc điểm đề tài trong tác phẩm của họ. Đồng ý không? nhá thì phần này khi mà vào lớp chị sẽ có tài liệu chi tiết cho các em và chị sẽ làm mẫu cho các bạn để các bạn có thể xử lý nhá nào tiếp nào tiếp đi theo phong cách sáng tác vì uh, phần học thử này của chúng mình sẽ giới hạn về thời gian, thế cho nên chị có rất nhiều điều muốn nói với các bạn, có rất nhiều điều muốn cung cấp cho các bạn trong cái buổi học này nhưng mà có lẽ là cái thời gian nó không cho phép chị em mình có thể nói lâu hơn và sâu hơn, thì các em cứ mừng tượng là như vậy trong một buổi học, chị em mình sẽ diễn ra những cái như vậy, đúng không ạ? và sau đó thì chúng ta sẽ có những phiếu học tập, chúng ta sẽ có những phần kiến thức bổ sung và chị sẽ uh, làm rõ được những cái chuyện phần triển khai này sẽ áp dụng vào từng tác giả tác phẩm như thế nào thì các bạn sẽ sau này thì khi mà vào lớp thì các bạn sẽ cùng chị đi khám phá nhé rồi à, tiếp này phong cách sáng tác đi vào phong cách sáng tác thì sẽ như thế nào à chúng ta thấy được rằng là gì ạ mỗi người nghệ sĩ trong cái quá trình sáng tác thì đều có một cái chất giọng của riêng mình và tác giả a có lẽ đã thực sự thành công khi đem đến giọng văn hay là cái giọng thơ à, cái phong cách sáng tác thì các bạn nêu ra khiến cho bạn đọc mang một cái nỗi nhớ niềm thương đặc biệt và tác phẩm B chính là kết tinh của của chất giọng ấy và sau đó các bạn nêu vấn đề nghị luận ra các bạn hiểu hôm nào các bạn hiểu trên nào nhá thế thì đấy ví dụ như là ở cái phong cách sáng tác của một tác giả thì các bạn sẽ nói tập trung đến đúng không các bạn sẽ tập trung đến những cái phần Ví dụ như là uh, các bạn có biết nhà thơ Thanh Hải đúng không? Các bạn biết nhà thơ Thanh Hải rồi Bởi vì gì ạ? À? Bởi vì trước đây khi mà các bạn học lớp 8 ấy, Thì các bạn cũng đã nói về nhà thơ Thanh Hải rồi mà Đúng chưa? Thì các bạn sẽ nói về đây là một nhà thơ như thế nào đấy, Có một cái giọng thơ trong sáng đúng không? Uh, giản dị gần gũi Thì đấy, đấy chính là cái phong cách sáng tác của các nhà thơ được chưa đồng ý không rồi hay là chúng ta sẽ nói một chút về nhà thơ nào nhà thơ um, phạm tiến duật chẳng hạn khi mà ông đi nói về bài thơ bài thơ về tiểu đội xe không kính nhé có thể các bạn đã đọc cái bài thơ ấy rồi uh, thì các bạn sẽ thấy là uh, cái đề tài mà ông thường đến là gì là người lính đúng không rồi ông là một cái cây bút trẻ sáng tác trong thời kỳ văn học kháng chống mỹ uh, cái giọng thơ thì sâu sắc trẻ trung sôi nổi ngang tàng, đó thì đấy chính là những cái đặc điểm liên quan đến phong cách sáng tác của từng nhà thơ và các bạn sẽ có thể nắm được. Hay là ở trong bài thơ của bằng việt cũng vậy, trong bài thơ của nhà thơ bằng việt, bài thơ bếp lửa các bạn có được học không? Các bạn đã được học rồi đúng không? Hay là các bạn đã được đọc rồi thì chúng ta thấy là um, khi mà chúng ta đi nói về nhà thơ bằng việt thì chúng ta cũng thấy ông là một cái người mà uh, để rất nhiều tình cảm ở trong thơ gửi gắm rất là nhiều những cái tình cảm những cái dãi bày những cái tâm tư của mình ở trong thơ. Đúng chưa? Đó, nghệ thuật bao giờ cũng là cái tiếng nói của tình cảm con người mà, đúng không? Thì đấy là đấy là nhà thơ Bằng Việt, ông nói về tình cảm bà cháu, tình cảm gia đình, tình yêu đất nước, có thể ví dụ như thế, được chưa? Rồi quay trở lại cùng với chị, đấy là về phong cách sáng tác thế thì như thế nào là phong cách sáng tác thì vào trong lớp học chị em mình sẽ nói rõ hơn và chị sẽ tìm chỉ cho các em cái cách để các bạn nêu ra được một vài cái cụm từ liên quan đến phong cách sáng tác của các tác giả nhá rồi uh, tiếp này các bạn sẽ chú ý chị đến phần gì ạ à? phần nhận định nếu là nhận định thì sẽ như thế nào nếu là đi uh, từ đoạn thơ sẽ ra sao đi từ cái cảm nhận cá nhân và lý luận văn học sẽ là đi như thế nào thì cái này chị sẽ xin phép là dành tặng cho các bạn học sinh ở trong lớp học của chị Đồng ý không ạ? Và rất là mong rằng sẽ được gặp lại các bạn ở trong khóa học văn 9 Bộ cánh diều của văn chị Hiên Các bạn sẽ thấy là nếu mà chúng ta đi từ nhận định á Thì các bạn sẽ có những cái câu nhận định liên quan đến gì ạ à, Nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói của tình cảm con người Là cái sự dạy bày và gửi gắm tâm tư và phải chăng nghệ thuật chính là cái cầu nối để tác giả bộc lộ cái cảm xúc và người đọc từ đó có cái sự đồng cảm, có cái sự thấu hiểu và sẻ chia. Và có lẽ tác giả A cũng đã mượn được cái trang thơ ấy của một cái tác phẩm B để bộc lộ gửi gắm tâm tư tình cảm của mình về về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm thì các bạn nêu ra. Hay là chúng ta đi từ gì ạ? Chúng ta đi từ đoạn thơ chẳng hạn. Ờ, chúng ta có thể lấy những cái đoạn thơ, câu thơ là gì ạ? Sau câu thơ bồi hồi những tâm tình Những vui buồn đời ký thác cho anh Và thơ ca nói riêng và văn chương nói chung luôn là Cái sự ký thác của cuộc đời Để đem đến những nhật thức mới Những giây phút lắng lòng đầy sư vị cho bạn đọc Và tác giả A thông qua tác phẩm B Đã đem đến những thanh âm trong trẻo sâu sắc Về một cái vấn đề nào đó Đấy, về cái vấn đề nào đó thì các bạn nêu cái nội dung của tác phẩm ra để chưa nào đấy các bạn có thể có những câu dẫn như vậy để dẫn vào trong bài viết của mình ok chưa đồng ý không rồi hay là chúng ta đi từ cảm nhận cá nhân hay là lý luận văn học chẳng hạn thì các bạn sẽ nói đơn giản thôi phần này cũng rất là đơn giản à, nếu phải chọn ra ý nghĩa nhân văn nhất của thơ ca trong đời sống <laughs> thì đó là việc Thơ ca đã cống hiến cho cuộc đời này những tiếng lòng đẹp đẽ, những vẻ đẹp trong sáng đầy cảm xúc trong tâm hồn của các thi nhân. Và sau đó các bạn nêu ra, các bạn nêu ra uh, ví dụ uh, nói một chút về uh, mùa xuân nha nhỏ của Thanh Hải chẳng hạn thì chúng ta sẽ nói là gì ạ? Nếu phải chọn ra cái ý nghĩa nhân văn nhất của thơ ca trong đời sống Thì đó là việc thơ ca đã cống hiến cho cuộc đời này Những tiếng lòng đẹp đẽ, những vẻ đẹp sáng trong, đầy cảm xúc trong tâm hồn các thi nhân Nhà thơ Thanh Hải cũng đã mượn trang thơ mùa xuân nho nhỏ để bộc lộ những tình cảm thiết tha, chân thành về mong muốn được hiến dâng một cách tự nguyện cho cuộc sống chung. Đặc biệt, ba của thơ cuối bài thơ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc về à tâm nguyện cao cả hiến dâng trọn đời của tác giả đó ví dụ là như vậy đó nha các bạn nhá thì chị muốn nêu ra một chút về những cái định hướng khi mà các em viết mở bài như vậy để cho các em hình dung ra được là à ở trong các khóa học của học văn chị Hiên thì cái việc mà định hướng cách dẫn dắt cho các bạn là điều rất là quan trọng và định hướng cho các bạn cái tư duy để các bạn đi vào từng phần một khi mà các bạn vào bất cứ một đề văn nào các bạn cũng có thể xử lý được các em ơi đồng ý không nhá à, đây là một số cái lưu ý à, chị muốn nói rằng là những cái công thức trên chỉ là những cái công thức để các bạn tham khảo mà thôi và các em có thể tự do sử dụng những công thức khác nhau trong bài viết của mình và các bạn cũng có thể thỏa sức sáng tạo và gửi cho chị để chị duyệt giúp các bạn để chị sửa giúp các bạn xem là à cái phần của các bạn làm đã hợp lý hay chưa Các em nhá rồi thế thì để có một mở bài hay các bạn cần làm gì ạ các bạn hãy cần nhá nhớ này chú ý, ý chị này nêu đúng và đủ những cái vấn đề nghị luận và phạm vi phân tích các bạn hãy gạch chân những cái vấn đề cần nghị luận cho chị để uh, trong cái đề bài để nhớ phải đưa vào trong mở bài trong mở bài nhất định phải có cái phần đề bài á người ta yêu cầu các bạn làm gì phân tích cái gì các bạn phải đưa vào trong mở bài đó và trích cho chị cái đoạn thơ mà các bạn cần phân tích đồng ý không tiếp theo này à nếu mà các bạn đi sử dụng cái cách mà các bạn dẫn dắt bằng nhận định thì chúng mình cần phải sử dụng những từ khóa trong nhận định để nêu về tác giả và tác phẩm. Có nghĩa là khi mà nói về nhận định, các bạn nói các bạn lấy một cái nhận định về về tác giả chẳng hạn thì các bạn sẽ sử dụng một cái từ khóa nào đó trong cái nhận định để nói về tác giả chứ không được là lấy một nhận định về tác giả mà các bạn lại nêu thiên về tác phẩm thì nó đang bị lệch và không có sự liên kết thế thì cái việc lệch ý nó sẽ được thể hiện trong bài viết như thế nào thì khi mà vào khóa học thì chị sẽ uh, đưa ra cho các bạn những cái ví dụ để các bạn tránh cái lỗi ý nhá các bạn tránh mắc cái lỗi như vậy tiếp đến này nếu mà dùng đoạn thơ để dẫn dắt thì các bạn chú ý trích thơ xong các bạn phải cần có một đến hai câu văn để làm gì để cảm nhận về cái đoạn thơ ấy sau đó thì các bạn mới dẫn dắt vào trong cái bài viết của mình chứ không chúng ta trích thơ xong chúng ta nói về cái bài thơ của mình thì nó có sự liên kết hay không không nhá đó thế cho nên là phải chú ý những điều như vậy cho chị tiếp này à, nếu mà các bạn dẫn dắt từ đề tài á thì các bạn cần phải khẳng định cho chị cái sự phổ biến của cái đề tài đó nêu một vài tác giả hay là tác phẩm cùng đề tài chỉ ra được có chị là tác giả tác phẩm cùng đề tài ấy uh, phân tích một vài những cái điểm sáng trong mảng đề tài đó ví dụ như là đề tài về người nông dân chẳng hạn thì các bạn phải biết được là à đây là một cái mảnh đất màu mỡ trong cái nền văn học việt, uh, văn học việt nam và ở trong đó có những cái tác giả đặc biệt thành công xuất sắc trong đề tài uh, nông thôn nông dân đó là ai đó là nam cao đó là nguyễn công hoan đúng không ạ Đấy, rồi đó là ai nữa? Đó là những nhà thơ, nhà văn nào? Đó, thì các bạn sẽ có thể nêu ra nhé và dẫn dắt vào trong bài thơ của mình. Được rồi không? Hay là những bài thơ về tình cảm quê hương thì các bạn đã học rồi. Nguyễn Đình Thi, học Tế Hanh, đúng không ạ? Học Xuân Quỳnh cũng có nói những bài thơ nói về quê hương. Đó, thì các bạn có thể nêu ra nhé. Rồi vậy thì đây chính là một vài những cái mở bài liên quan đến chủ đề mà các em có thể tham khảo à, có chủ đề về thiên nhiên chủ đề về con người hay là cảm hứng nhân đạo đây là mở bài mẫu thôi chị, chị uh, chia sẻ ra để cho các bạn nhìn rõ hơn thôi thấy rõ hơn là à vậy thì một mở bài đầy đủ của chúng mình sẽ là như thế nào à, đi vào vũ trụ văn chương của ông cha xưa người đọc như được sống giữa thế giới tạo vật thiên nhiên non nước hữu tình vừa tịch nặng vừa hoành tráng và trong sáng tác của các nhà thơ trung đại hình như không thể vắng bóng thiên nhiên đúng không và thiên nhiên đã làm nên được cái diện mạo linh hồn của tác phẩm thiên nhiên biểu hiện cái cảm quan vũ trụ mỹ cảm và tư tưởng triết học phương đông của các nghệ sĩ nho học và tiêu biểu trong đó không thể không kể đến tác phẩm hay là đoạn trích nào đó bằng cái tài năng và sự cảm nhận tinh tế của mình thì tác giả đã thành công trong việc khắc họa nội dung đó nhá, các bạn có thể nhìn thấy được là ở trong văn học trung đại ở trong văn học trung đại các bạn có thể thấy là uh, có rất là nhiều tác giả đã sử dụng thiên nhiên để nói về con người. đó thì các bạn có thể xem thêm nếu mà các bạn thấy được là à, cái yêu cầu đề bài của người ta nói về một bài thơ mà các bạn đọc ở trong đó thấy là bài thơ ấy đang nói về con người hoặc là nói về thiên nhiên thì các bạn có thể sử dụng những cái mở bài như vậy đấy hay là chủ đề về con người, à, các bạn có thể nhìn thấy này chủ đề về con người thì sao? à như một tặng phẩm mà quá khứ dành tặng cho hậu thế đội ngũ nhà thơ trên thi đàn văn học trung đại phần lớn đều là những nhà thơ chân nho nhân cách trong sáng tuyệt vời họ đến với thơ để tỏ trí giải lòng để bày tỏ những cái nhìn nhân đạo về cuộc sống trải qua hàng trăm năm văn học là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của con người người đọc muốn hiểu sâu hiểu kỹ văn bản thì phải có vốn am hiểu tường tận sâu sắc về sự biến chuyển của cuộc đời và về sự thay đổi vận động của con người. Bởi thế, tìm về suối nguồn văn học trung đại, dừng lại thật lâu ở khía cạnh con người, chúng ta sẽ được đắm chìm trong vẻ đẹp sáng trong của nhân cách trí tuệ và tâm hồn cha ông, qua đó được thanh lọc tâm hồn mình. Một trong những bài thơ để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng độc giả chính là, đó, các bạn bắt đầu nêu vấn đề ra, được không, nhớ, đó, rồi. Hay là cuối cùng là phần à, cảm hứng nhân đạo thì các bạn sẽ có thể tham khảo. Các bạn sẽ có thể tham khảo phần gì ạ? À đây, tham khảo phần mà chị đã hướng dẫn các em ở đây. Đó thì trên đấy chính là à, tất cả những kiến thức liên quan đến phần mở bài. Và dĩ nhiên rồi, à, đây sẽ là không phải là không phải là tất cả cái gì sâu nhất đâu. Những cái gì sâu nhất thì chúng mình sẽ hẹn nhau ở trong khóa học nhá. Còn đấy chính là cái cách để chị truyền cho các em chị hướng dẫn các em cái nội dung ở trong phần mở bài và tương tự như mở bài thì các bạn cũng phải đến phần thân bài đúng không ạ thân bài thì các bạn sẽ có những cái công thức viết như thế nào cái hướng triển khai của các bạn trong phần thân bài các bạn sẽ phải xử lý ra sao thì uh, cái phần mà học thử ở đây chị có lẽ là chị sẽ không thể nói hết được cùng với các bạn uh, và cái dung lượng của một buổi học thử đến đây thì cũng là hết rồi thì chị rất là mong qua những cái điều mà chị đã hướng dẫn các em ở phần phía trước các bạn cũng đã hình dung ra được là trong một buổi học của học văn chị hiên uh, chúng ta sẽ được học những kiến thức như thế nào chúng ta sẽ được mở rộng nâng cao ra sao và giáo viên sẽ sát sao với các bạn trong từng phần như thế nào để chúng mình có những cái cân nhắc, có những cái sự lựa chọn và chị cũng rất là hy vọng các bạn sẽ lựa chọn học văn chị Hiên là bến đỗ của mình, là nơi để các bạn được tỏa sáng, là nơi để các bạn được sáng tạo những phần chi thức ngữ văn của mình và cũng là nơi để đồng hành cùng với các em trong cái hành trình chinh phục kỳ thi vào 10 ờ, và cái kỳ thi vào 10 chị nghĩ rằng các bạn đối với các bạn và đối với tất cả các bậc phụ huynh đó là một cái kỳ thi, thi vô cùng quan trọng và ở đó sẽ thật tuyệt vời hơn nếu như chị sẽ được đồng hành cùng với các bạn và cả đội ngũ của Hoa Văn Chị Hiên được đồng hành và dẫn dắt các bạn trong cái hành trình và chinh phục môn văn. Cảm ơn các em rất là nhiều vì đã cùng chị trải qua những giây phút học thử trong buổi học thử ngày hôm nay. À, rất là mong chị em mình sẽ cùng được gặp nhau trong tháng 7 tới trong buổi khai giảng của khóa học Văn VIP lớp 9, bộ sách cánh diều của học văn chị Hiên các em nhé. Hẹn gặp lại các em và cảm ơn các em rất là nhiều.